Khánh Ngọc mến chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh tư vấn tình cảm và hôn nhân của Khánh Ngọc. Quý vị thân mến, nụ hôn là bí mật của đôi môi, là sự hòa quyện của tâm hồn và là ngôn ngữ nồng nàn của tình yêu. Đó cũng là một trong những cách cơ bản nhất để thể hiện tình yêu và đam mê giữa nam và nữ, đặc biệt là trong một mối quan hệ thân mật. Không một ai trải qua tình yêu mà lại không bắt đầu bằng một nụ hôn cả, đúng không ạ? Đối với phụ nữ thì hành động đụng chạm chính là cánh cửa quan trọng nhất để họ có thể xác định nên mở hay nên đóng lại đối với người đàn ông. Phụ nữ coi nó là dấu ấn đầu tiên sâu đậm nhất trong cuộc đời của mình. Và thực tế mỗi người đều có phong cách và thói quen thực hiện hành vi này theo cách của riêng mình. Và một số hành động chắc chắn sẽ khiến đối phương cảm thấy khó chịu hoặc chán ghét. Vậy đối với phụ nữ, họ ghét nhất điều gì khi thân mật với người yêu hay là chồng của mình thông qua một nụ hôn? Trong video này thì Khánh Ngọc sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn một số những cái lưu ý rất đáng quan tâm, quý vị nhé. Điều mà phụ nữ rất ghét đầu tiên đó là cách thực hiện nụ hôn quá thiếu kiên nhẫn. Tình cảm thực sự là cần có thời gian để phát triển và nụ hôn thì cũng không ngoại lệ. Nhiều phụ nữ cho biết là cảm thấy khó chịu khi đàn ông làm cái điều này quá nhanh và không cho họ đủ thời gian để chuẩn bị. Các bạn thân mến, trong một mối quan hệ mật thiết, sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau về mặt cảm xúc là điều mới mẻ. Đàn ông phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình và dành cho nhau đủ thời gian và không gian để quá trình thực hiện một nụ hôn trở nên dễ chịu và tự nhiên hơn. Sự tiến triển quá nhanh thì thường đi liền với cái tâm lý của phụ nữ nghĩ rằng là mình bị cưỡng ép phải thực hiện. Khi có tâm lý này thì cảm xúc của phụ nữ hoàn toàn bị triệt tiêu. Họ sẽ chỉ cảm nhận được sự ghê sợ nhiều hơn là cảm xúc thăng hoa của nó. Điều mà phụ nữ ghét thứ hai đó là đàn ông thực hiện quá mạnh. Thực hiện một nụ hôn không phải là một cuộc chiến, mà là một sự giao tiếp và thể hiện cảm xúc. Đàn ông nên tránh dùng quá nhiều lực khi thực hiện. Nếu không, có thể sẽ gây ra sự khó chịu, thậm chí là đau đớn cho phụ nữ. Một người đàn ông nhạy cảm và có kỹ năng, sự hiểu biết cảm xúc của phụ nữ sẽ thực hiện một cách nhẹ nhàng để khiến phụ nữ cảm thấy được yêu thương và tôn trọng. Và nó cũng sẽ đánh thức được nhiều dây thần kinh ở kích thích hormone, ví dụ như là oxytocin, một thứ hormone hưng phấn và khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chỉ có những người đàn ông quá vụng về, quá thô bạo và thiếu tôn trọng phụ nữ thì mới có cách làm quá mạnh, làm mất đi vẻ đẹp và sự lãng mạn không gì có được ở một nụ hôn mà thôi, các bạn ạ. Điều mà phụ nữ ghét thứ ba đó là vấn đề về vệ sinh răng miệng. Không biết nhiều chàng trai có nhận ra cái điều này vô cùng tồi tệ cho trải nghiệm của phụ nữ hay không. Nhưng trên thực tế thì rất nhiều người phụ nữ đã phàn nàn về cái điều này. Lẽ ra trải nghiệm nụ hôn là sự lãng mạn thì nó trở thành một cuộc tra tấn khủng khiếp về tinh thần. Thậm chí không ít phụ nữ cảm giác ám ảnh bởi những người đàn ông không mấy sạch sẽ về răng miệng. Ví dụ khi bạn hút thuốc quá nhiều hoặc ăn những cái đồ ăn có thể làm cho hơi thở của bạn rất khó chịu. Vừa mới ăn thịt chó mắm tôm xong mà lại cứ nằng nặc đòi hôn người yêu thì bị con gái từ chối cũng không có gì là lạ, đúng không ạ? Vệ sinh răng miệng kém không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của chính bạn mà còn mang lại cái trải nghiệm không tốt cho đối phương. Trước khi tiếp xúc gần với phụ nữ thì nam giới nên chú ý vệ sinh răng miệng sạch sẽ, giữ cho hơi thở thơm tho, giúp quá trình gần gũi với phụ nữ trở nên thú vị hơn, các bạn nhé. Điều thứ tư mà phụ nữ cực kỳ ghét đó là đàn ông phớt lờ phản ứng của phụ nữ.
Sự thích nghi và phản ứng phù hợp của phụ nữ là chìa khóa cho quá trình thân mật. Đừng nghĩ rằng bạn là đàn ông thì được quyền chủ động mang tính áp đặt. Để cảm xúc thăng hoa trong quá trình thân mật thì nên để cho phụ nữ có một khoảng không gian đủ lớn và họ chú ý tới phản ứng của họ. Khi một người đàn ông thực hiện một nụ hôn, nếu anh ấy phớt lờ phản ứng của người phụ nữ và nhất quyết chỉ làm theo cách của mình, điều đó sẽ làm giảm trải nghiệm của người phụ nữ rất nhiều. Đàn ông nên học cách đọc phản ứng của phụ nữ, đồng thời điều chỉnh động tác và nhịp điệu của mình theo phản ứng của phụ nữ để quá trình này diễn ra hài hòa và dễ chịu hơn. Cuối cùng, điều thứ năm mà phụ nữ ghét đó là đàn ông tập trung quá nhiều vào chính nụ hôn. Trong quá trình thực hiện hành động thân mật, đàn ông không chỉ chú ý đến đôi môi mà còn phải chú ý đến mối liên hệ tình cảm với người phụ nữ. Một người đàn ông có kỹ năng chắc chắn là sẽ đọc được suy nghĩ của phụ nữ trong quá trình thân mật đó. Thậm chí là biết người phụ nữ đó yêu chân thành hay là giả dối. Ngược lại thì phụ nữ cũng có thể nhận ra những cái dấu hiệu này ở đàn ông. Đây không chỉ là một hành động thể xác mà còn là sự trao đổi và kết nối tình cảm. Khi một người đàn ông thực hiện hành vi này, bạn nên chú ý duy trì mối liên hệ tình cảm với người phụ nữ và để nó trở thành cầu nối tình cảm giữa hai bạn chứ không chỉ là một động tác thể xác đơn thuần. Bởi nếu không là cầu nối tình cảm thì hành động đụng chạm đó chỉ là một động tác thừa, nhạt nhẽo và vô vị. Khánh Ngọc khẳng định rằng nụ hôn giữa những người yêu nhau vẫn là chìa khóa của nhu cầu sinh lý ngày nay. Bằng cách này, đàn ông có thể đánh hơi xem là phụ nữ đang muốn gì, ở nhu cầu thế nào, đã sẵn sàng cho thử thách lớn hơn hay chưa. Hành vi này thì cũng chính là sự kết nối mật thiết nhất mà con người có thể bước vào. Có một câu nói rất hay rằng, bạn không thể nói dối khi hôn, nhưng bạn có thể nói dối khi quan hệ chăn gối. Câu nói này rất thực tế. Nói một cách đơn giản, đàn ông chỉ làm điều này để bắt đầu và kết thúc trên giường. Tuy nhiên, phụ nữ lại sử dụng nụ hôn như một chiếc anten thu phát tín hiệu. Điều đó giúp họ bước đầu lựa chọn được đối tác phù hợp với mình. Và ngay cả trong thời gian quan hệ, nụ hôn cũng vô thức cung cấp cho phụ nữ những thông tin quan trọng, chẳng hạn như về lòng trung thành, trung thủy của người đàn ông, mức độ tình cảm mà đàn ông dành cho mình. Đồng thời, nó đơn giản là rất tốt cho sức khỏe. Khoa học đã chứng minh điều đó bằng những nghiên cứu và khảo sát thực tế. Nói chung, khi một người đàn ông chạm môi một cô gái, điều bạn nên tránh là đừng quá nóng vội, đừng quá vồ vập, mạnh mẽ. Hãy chú ý đến vệ sinh răng miệng, đừng coi thường phản ứng của người phụ nữ và đừng tập trung quá nhiều vào chính nụ hôn đó. Chỉ bằng cách chân thành, tôn trọng và hiểu nhau, chúng ta mới có thể thực sự đánh giá cao vẻ đẹp của tình yêu và hạnh phúc của cuộc sống trong quá trình tiến tới hoặc duy trì một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Buổi chia sẻ ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại.